nguyên dòng xe thì nó có xe Jeep, thành tôi có điều kiện để mà ôm em bé đó đi. Chứ nếu mà người bộ binh chắc họ cũng không có khả năng để mà mang em bé đi. Cái nón lá đó mới có 3 tháng tuổi thôi. Thì em bé đó được tôi đưa đi, đưa về dùng hành quân, mà trên đường đi thì nó dở chứng, không biết nó khóc. Mà khóc là lúc đó là tôi còn sĩ quan độc thân, tôi mới có 24 tuổi à. Tôi nói chết mẹ rồi, nó khóc vậy làm sao tài. Nói với ông tài xế đó, nó bây giờ sữa đâu, ông thầy cho nó uống sữa đi, tại tao có sữa đâu cho nó uống mày. Thì nó giờ vừa bí quá, giờ theo ông thầy lấy nước bi đông á, nhấp nhấp môi đi cho nó, cũng như thấm giọng cho nó thay cho sữa cho nó bú. Thì mai trời sau mà nó cũng im chứ nó khóc nữa, chắc tôi chắc không biết đến sao. Thì sau đó đó thì tôi mới đưa nó vô về Phong Điền, cách Mỹ Chánh đó là khoảng 20 cây số. Sau khi tới đó thì tôi gặp ông trưởng phòng của tôi là trưởng phòng tư, ông thiếu tá Nhiều. Thì tôi gặp ổng, tôi nói với thiếu tá, tôi mới lộn được em bé về mặt trận này giao cho thiếu tá nè. Ổng lại quay qua ổng chửi tôi nữa, nó mày rồi lính tráng gì bị bối quá đi, con rơi trong rớt tùm lum. Thì tôi nói không, cái này tôi lộn về mặt trận, mày bị đâu bị lộn tầm bậy tầm bạ vậy mày. Tôi nói giờ sao giờ đại bàng, mày giao tao làm gì nữa, tôi giao cho phòng xã hội đi để người ta lo cho nó. Mày nhắm mày nuôi nó được, mày đem mày về nuôi luôn đi. Tao nói trời sao nuôi mà ông còn độc thân mà sao nuôi được. Rồi thì tôi giao cho phòng xã hội của cái lữ đoàn đó. Thì cô nữ quân nhân cô nói biểu là nếu mà thiếu quý tao thì thiếu quý phải có trách nhiệm, thiếu quý phải cho nó cái tên để mà sau này người ta biết cội nguồn của nó để người ta tìm. Thì lúc đó tôi còn độc thân, nhưng mà tôi cũng có cái suy nghĩ là nếu mà tôi có gia đình thì tôi phải, những con của tôi phải dần bê, mà tôi cưới con vợ phải dần bê đầu tiên đó là đó. Vợ tôi tên là Báo nha, chứ không phải là Báo. Rồi cưới con vợ là phải lấy lựa cái con dần bê mới lấy á. Thì tôi đặt cái cô đó, tại cô con gái thì tôi đặt là tên là Trần Thị Ngọc Bích, mà nếu là con trai thì tôi đặt là Trần Ngọc Bảo. Đó là ước nguyện của tôi, thật sự là tôi đã làm điều đó. Thì tôi đặt nó tên là Trần Thị Ngọc Bích, người giao là thiếu úy Trần Cao Báo. Rồi sau đó thì cuộc chiến càng ngày nó càng khốc liệt, rồi tôi ở đó cho tới năm 75 bị thất thủ ở Huế. Thì tôi bị bắt cùng toàn bộ cái lữ đoàn 147, thì đưa đi cái trại cải tạo, bởi vậy tôi mới học cải tạo Ái Tử Bình Điền bây giờ cũng mới có ngày hôm nay. Rồi cái thời gian đi qua, tôi ở tù, rồi tới năm 81 tôi mới được về với gia đình. Thì sau khi mà cuộc sống thì anh em cũng biết rồi, sau cái ở tù về đó thì cù bơ cù bất, rồi kiếm cuộc sống nó rất là khó khăn. Thì tôi cũng có cái dịp đôi lần đi về Huế để thăm gia đình bà xã. Thì tôi có đi vô mấy cái viện mồ côi để tôi tìm lại em, nhưng mà ở đó người ta không có biết cô bé nào tên Trần Thị Ngọc Bích hết. Rồi tôi cũng theo thời gian thì tôi sau đó thì tôi đi qua Mỹ theo cái diện HO, là đi HO 24, đi qua đây năm 1994. Thì cái cuộc sống nó vẫn bình thường, đó là riêng nói phần tôi. Sau đó thì tình cờ ở trong cộng đồng chúng tôi vào năm 2012, tôi đọc được cái tờ báo, tình cờ đời tờ báo thôi, là tờ báo của Việt Nam Hải Ngoại phát hành ở New Jersey, gửi về cái cộng đồng cho chúng tôi, cũng là báo biếu thôi. Mà tờ báo đó thì nó có kể lại một cái câu chuyện là có tác giả Trúc Giang, ông đề là cuộc di tản khủng khiếp nhất trong lịch sử Việt Nam, những cuộc di tản khủng khiếp nhất của Việt Nam. Thì trong đó có nhiều câu chuyện, mà trong đó có một câu chuyện là một nữ trung tá hải quân Hoa Kỳ tìm về cội nguồn. Thì tôi thấy cái đọc cái câu chuyện này cũng hơi lạ lạ, thì tôi đọc kỹ lắm. Thì tôi thấy tới cái đoạn là cổ nói là cổ tự xưng là cổ là cô Trần Thị Ngọc Bích. Ồ, tôi lại nói ủa sao cái chuyện ra trùng hợp lạ vậy. Thì tôi có nói với anh em ở trong ban cộng đồng, lúc đó là tôi làm thư ký của cộng đồng, tôi nói ông chủ tịch đi, nói mấy người bạn, tôi nói ông Thông ơi, sao cái vụ này sao nó giống cái trường hợp của tôi hồi xưa xưa quá, mà không biết có đúng hay không. Thì ông nói biết rồi, thôi để mình liên lạc thử với Trúc Giang coi cái chuyện này như thế nào.
Thì tôi cũng cố gắng liên lạc với ông Trúc Giang cho tờ báo đó, nhưng mà họ cũng không cho tin biết tin tức gì hết. Rồi tôi cũng cố gắng để mà có một nhiều người bạn, cô đó là cô Đàm Thị Lệ, cổ làm ở New York Life. Thì cổ có người em là phục vụ ở trong Hải quân Hoa Kỳ, thì cổ người đó cũng là sĩ quan của Hải quân Hoa Kỳ.